Tạ Đình Phong, Vương Phi từng được tiên tri tương lai và cái kết khiến ai cũng rùng mình. Gala Trung Thu 2021 tổ chức tại Thâm Quyến với sự góp mặt của hàng trăm ca sĩ, diễn viên đại lục, Hồng Kông, Đài Loan. Sự kiện là đêm tiệc của âm nhạc, thời trang, nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía người hâm mộ nhờ dàn sao khủng tham dự. Đáng chú ý, Tạ Đình Phong và Vương Phi đều nhận lời mời tham gia chương trình. Điều này khiến không ít fan chờ đợi màn xuất hiện chung sân khấu của cả hai. Dù rằng không có bất cứ tiết mục nào cặp đôi song ca, vậy nhưng Tạ Đình Phong bị bắt gặp biểu cảm đáng chú ý khi Vương Phi xuất hiện. Khi tên Vương Phi được một MC xướng tên trên sân khấu, khán giả vỗ tay sần sần. Tuy nhiên, biểu cảm của Tạ Đình Phong có phần lạ lùng. Trong khi nhóm dẫn chương trình đồng loạt vỗ tay tán thưởng, gương mặt tài tử họ Tạ lạnh lùng, anh không vỗ tay, miệng mím lại, không thể hiện hào hứng chào đón. Một số fan phỏng đoán, dường như anh không thoải mái với việc mối quan hệ cá nhân trở thành tâm điểm chú ý trong buổi tiệc mừng. Một khán giả đùa rằng, có lẽ ở nhà anh ấy đã nghe cô ấy hát quá nhiều rồi. Khán giả khác thì nói với anh giả vờ vô cảm, giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng mở cờ. Trên sân khấu, Vương Phi hát một ca khúc mới, chất giọng trứ danh khiến cả trường quay tĩnh lặng thưởng thức. Diva mặc một chiếc váy trắng đơn giản và thanh lịch, tóc cắt ngắn, tâm thái trên sân khấu điềm tĩnh thoải mái. Sau nhiều năm hát các ca khúc quan thoại, đây là lần hiếm hoi cô hát tiếng Quảng Đông, tiếng phổ thông ở Hồng Kông. Chất giọng trong như nước của cô khiến bài hát thêm hấp dẫn. Ở tuổi 52, Vương Phi được khen trẻ trung. Gala Tết Trung Thu năm nay gây nhiều tò mò vì Tạ Đình Phong và Vương Phi cùng xuất hiện. Tuy nhiên, trái với mong đợi của khán giả, hai người cố gắng giữ ý. Ngoài ra, hai nhân vật không dự sự kiện này nhưng cũng được xéo tên hỏi thăm liên tục trên mạng xã hội là Trương Bá Chi và Lý Á Bằng. Trương Bá Chi, vợ cũ Tạ Đình Phong giữ im lặng suốt những ngày này, dù mọi năm cô đều lên mạng chúc mừng Trung Thu khán giả. Trong khi đó, Lý Á Bằng, chồng cũ Vương Phi đang ở vùng nước non Nam Sơn hữu tình, ngày ngày cập nhật video về cuộc sống ẩn sĩ trong rừng. Anh được cho đang có mục tiêu mới là làm vlog sau khi giấc mộng làm ông trùm bất động sản thất bại. Chuyện tình kéo dài hai thập kỷ của Tạ Đình Phong và Vương Phi vẫn khiến người hâm mộ phải dõi theo từng ngày bởi vô số những tin đồn thất thiệt bủa vây. Cả hai đối mặt với 1001 thông tin từ có thai, sinh con bí mật cho tới chia tay nhau. Rất nhiều người phản đối chuyện tình này và mong Tạ Đình Phong có thể trở về bên Trương Bá Chi để vun đắp lại tổ ấm hạnh phúc. Vậy nhưng trang BCS mới đây đã có một bài viết gây chú ý khi tiết lộ lời chia sẻ của nhà tiên tri nổi tiếng Hồng Kông có tên Trần Bách. Nói về cặp đôi thị phi nhất nhì làng giải trí xứ Trung, người này chỉ phán đoán một câu duy nhất: hai người họ cả đời này sẽ không tách rời được nhau ra. Ngẫm lại lời của nhà tiên tri này, nhiều netizen cảm thấy rùng mình về tính chính xác. Trước khi Tạ Đình Phong kết hôn với Trương Bá Chi, anh và thiên hậu C-pop đã có khoảng thời gian ngắn hẹn hò với nhau. Thậm chí, ngay cả khi đang ở bên Trương Bá Chi, nghe tin Vương Phi tai nạn, anh cũng sẵn sàng bỏ hết tất cả mọi thứ để đến bên chăm sóc người tình trong mộng. Cả hai nhiều lần tan hợp rồi lại hợp tan. Khi thấy Vương Phi kết hôn với Lý Á Bằng năm 2005, Tạ Đình Phong cũng nhanh chóng kết hôn với Trương Bá Chi năm 2006. Ngỡ tưởng đến đây câu chuyện tình cảm của hai người chấm dứt, thì tới năm 2014, sau 3 năm chia tay Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong khiến cả châu Á ngỡ ngàng khi lộ ảnh hôn thiên hậu C-pop đắm đuối, chính thức tái hợp, tiếp tục nối dài câu chuyện tình của mình với người đẹp họ Vương. Trong một bài phỏng vấn, khi phóng viên hỏi Tạ Đình Phong có thích Vương Phi hay không, nam diễn viên bá đạo trả lời, không phải là thích mà là yêu sâu đậm. Ở bên nhau suốt 6 năm trời tới đầu năm 2021, cặp Phong Phi lại khiến người hâm mộ bất ngờ trước tin đồn cả hai đường ai nấy đi. Nữ thần họ Vương nhanh chóng có tình mới. Vậy nhưng cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người chỉ kéo dài khoảng vài ba tháng. Sau đó, paparazzi lại tóm được hình ảnh Tạ Đình Phong trở về nhà, làm lành với Vương Phi, cặp đôi lại nắm tay nhau không rời. Tất cả những câu chuyện trên đều chứng minh phần nào câu nói, hai người này cả đời sẽ không thể tách rời nhau. Quả thật, trải qua nhiều phong ba bão táp, song ở thời điểm hiện tại, đôi bên vẫn rất hạnh phúc.